nó ưa ăn giả cầy á, chị ăn không được, ở nhà là không ăn khi nào được cái món đó. Mà thích ăn giả cầy, heo nấu cầy chứ không phải là thịt cầy. Thịt cầy thì em không ăn, nhưng mà là ăn nấu cái heo nấu cầy. Giả cầy á là luôn luôn có ý định ăn con cầy. Nó có cái mùi gì á, chị khó, mùi nó ngon khó, đó. Khó mùi riêng á. À, mùi riêng á, khó ăn lắm. Ông đi xe này mà ông sếp nào ông cũng chọc con hết, là nói về con đổi xe. Má nói thôi xe nào cũng đưa mày đi về tới nhà chứ nó có thả mày giữa đường đâu. Đi xuống đây coi má, coi giùm cho má cái này chút. Cái xuống mới thấy má ở tiệm xe, má làm gì đây? Nấy thì coi xe thì mua cho mày này, con đâu có tiền. Thì mày ân cái nào thì tao mua cho mày cái, rồi lúc đó là không, cái thanh là bước không nổi luôn, cái chân nó khuỵu luôn á. Tôi tên là Phan Thị Bích, 54 tuổi, tại Ninh Thuận Phan Rang, nghề nghiệp buôn bán tại nhà. Ninh Thuận ha, nơi mà gió như Phan, nắng như Rang đúng không? Nắng như Rang. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào anh em Quỳnh Linh, chào em Lê Lộc, chào xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hoa Lê, năm nay 34 tuổi và em đến từ Nghệ An và hiện đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Mình làm dâu với mẹ là bây giờ là đúng tròn 6 năm, bây giờ hiện giờ thì có một bé trai 4 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, thì cô ấn tượng điều gì với cô gái này? Ngờ lắm, chị hai vợ chồng ngồi đứng ăn ốc xong cái hai đứa chạy xi về, tưởng đâu là bạn của nó. Rồi cũng ăn xong cái chị ta đi về, xong ở đây nói má, bạn con. Trời ơi, bạn gì ốm nhách ốm nhươi, mày nhỏ con mà bạn gì đâu ốm nhách rồi sanh con mấy đạn mày. Sợ thôi, lo thôi, nhưng mà dâu là quá tuyệt vời. Làm viện kiểm sát mà. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Thì cũng mình cũng chưa yêu, mình chưa gì hết, chỉ là nghĩ là bạn bè lên chơi cho biết nhà thôi. Lên chơi thì thấy hai ông bà đang ăn ốc, ngồi ăn thì mình nghĩ là bạn bè thôi, cho nên cái tâm trạng của mình rất là thoải mái. Ngồi ăn mà cái ốc này nó khó chọt ghê, mà không biết ăn, cái ngồi im luôn nói chuyện. Xong rồi cô chú cứ chọt cho mình ăn, cứ chọt con này để cái món kia, cái con này ngon, con này dai này, rồi cứ chọt bỏ trong sang lễ ốc. Đến lúc ra về thì thấy cái tâm trạng nó, ủa sao nó thoải mái trong người, mà thấy ba mẹ sao mà ông có ba mẹ ưng ghê luôn đó nha. Ba mẹ ông tuyệt vời á, chứ mình không nghĩ là ba mẹ chồng của mình đâu. Không mà nghĩ là ăn ốc bữa đó là định mệnh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lúc ba ăn ốc nghĩ không biết ai đổ vỏ rồi nữa. Tới khi mà về làm dâu thì nó có khác gì so với ngày đầu tiên gặp ba mẹ chồng không? Cưới xong thì về mệt quá ngủ, ta chắc là phải tới 8 giờ sáng á mới dậy. Má chồng gõ cửa, cốc cốc cốc, tụi mày ăn cái gì để tao mua. Cái mình mới tỉnh dậy, ủa mấy giờ rồi anh, 8 giờ nó chết cha, có phải dậy sớm nó ăn không vậy? Nếu không ở nhà này không bao giờ ăn sáng ở nhà đâu. Xong rồi bà đi chợ mua đồ ăn về. Ông bà có đối xử mình như là con gái vậy á. Ở trong nhà con dâu có nấu cơm, nấu nước cho cô ăn không? Về nó nấu người Nam người Bắc khó ăn lắm. Mặn rồi mình ăn ngọt. Rồi xong cái chị nói trời ơi con nấu ăn gì chắc ba mẹ không ăn được. Nhưng mà ông ít nói ông ăn không được thôi. Má chị nè nấu theo y như vậy. Rồi sau này con má có đi đâu con ở nhà con nấu. Thì bây giờ nấu lại được rồi. Mà có một món nữa nè, nó vừa ăn giả cầy á, chị ăn không được, ở nhà là không ăn khi nào được cái món đó. Mà thích ăn giả tức cầy là heo nấu cầy chứ không phải là thịt cầy. Thịt cầy thì em không ăn, nhưng mà là ăn nấu cái heo ăn nấu cầy. Giả cầy á là luôn luôn có ý định ăn con cầy. Nhưng bởi vì do cái sự cấm cản hay gì đó thành ra là phải nấu giả con heo giả cầy. Đúng rồi, ăn sao được vậy đâu, nó con nấu con ăn ngày, má không có ăn món đây đâu, mà ba cũng không ăn luôn luôn món đó. Xong cái đi về quê á, về quê Nghệ An á, anh cũng ở ngoài đó anh cũng nấu một son giả cầy luôn. Chà, món này thua quá anh xui à, hai chồng em ăn cũng không được luôn. Làm cho hai chồng anh ăn không. Mà tại vì á, tại cái này là cái này nè, cái hồi đầu mà em nấu cái món giả cầy cho má anh á, má không ăn, không ăn, nhưng mà má cũng không nói là không ăn được món này, cũng im lặng vậy. Cái tới lúc ra ngoài quê chơi á, cái má đâu có nói đâu, cái nên ở ngoài đó thì cái trời lạnh, cái mùa đông là cái món đó là rất là hợp. Cái ba em quất luôn con ngan 5 kg về nấu cầy hết. Cái ông bà ra không biết ăn cái gì, hái qua đu đủ xuống chấm mắm tôm ăn. Mai mốt quá nếu mà em đi làm cái món ăn á, em đừng có nói món giả cầy. Bởi ta nghe cái chữ cầy người ta nghĩ ăn không được, em cứ nói heo kho thì người ta nghĩ là theo người ta sẽ ăn. Nó có cái mùi gì á, chị khó, mùi nó ngon khó, đó. Khó mùi riêng á. Mùi riêng á, khó ăn lắm. Nhưng mà hai mẹ con mình là còn gặp khó khăn ở vấn đề gì nữa không chị? Cái lúc mà sinh con á, mới sinh á thì bác sĩ thì mình cũng theo hiện đại nữa, với lại bác sĩ cũng dặn là không nên cho trẻ uống nước thì cứ vậy vô thấy bà cho uống nước á, cứ nói má đừng có cho uống nước chứ. Nói tao hồi xưa tao nuôi hai đứa không có nước sao nó sống tới bây giờ. Ông bà mình hay áp đặt cái chỗ là tao hồi xưa tao nuôi mấy đứa có sao đâu. Giống như giờ là cho con bò tùm lum ở dưới đất dơ được, cái xong cái mình góp ý ông bà nói hồi xưa mày cũng bò mày có chết đâu.
Bởi vì hồi xưa mình chưa có khoa học, mình chưa có tiến bộ, mình chưa có đọc sách báo nhiều. Thông qua câu chuyện này mình cũng nhắn nhủ với ông bà luôn, là cái gì người ta gọi là chứng minh được ha, y khoa, y tế ta chứng minh được thì thôi ông bà cũng làm theo đi. Đúng không em? Đúng không? Giờ còn cho con uống nước nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Giờ lớn rồi. Nhưng mấy người mẹ chồng á là hay có cái tính rồi tiết kiệm á. Mẹ chồng quen có tính tiết kiệm gì không? Tiết kiệm thì cũng là đúng, cái lĩnh vực nào cần tiết kiệm thì má tiết kiệm là đúng. Nhưng mà có cái thì biết ăn uống mà xòe xòa, ví dụ ngày lễ thì á mình kêu má đi thôi bữa nay má đừng nấu ăn nha, con mua cái lẩu về ăn. Nói thôi ăn cái gì cũng được, lẩu lẩu ba cái ngày này mà mua lẩu chi cho nó chén vậy, phí vậy. Thì ví dụ nhưng mà mua sắm á thì là không có tiếc một cái gì đâu, không phải là mua tràn lan đại khải, nhưng mà cái nào cần thiết mua là bà sẵn sàng bỏ ra mua. Về nhà là bà sắm cho từ cái đồ rửa miếng rửa chén này, xà bông tắm, xà bông giặt đồ là sắm sao mà xài đủ một năm, không có mua. Má tặng em nhiều quá rồi, quan trọng là em có tặng lại má gì không? Ngày 8 tháng 3 nói thôi đi mua cho má đôi dép, mà lần đầu tiên làm dâu mà má không đi cùng mình á, sợ có má vừa ý hay không, thôi mình cứ chọn theo ý của mình đi, mình chọn nếu má không mang thì mình mang. Mua đôi dép đó là bữa đó cũng mắc tiền lắm mà đẹp dễ thương lắm, về cái má nói thôi cái này trẻ lắm mày mang với tao không mang đâu. Nói mày quá, mày là cũng mua theo ý mình á, má không lấy rồi mình lấy. Nhưng mà mỗi lần mà chị tặng quà cho cô là cô có thích không cô? Thích chứ, thích mà vẫn thấy con nó sửa tốn. Trời ơi. Nghĩ đám này tiệc con đồ sửa đồ rồi đi học đi hành đồ. Nhiều hồi cô còn cho thêm nữa. Về làm dâu á thì cũng má cũng cho một chiếc xe. Chiếc xe là xe đó là xe số thôi mà cũng mới. Sếp năm nào cũng chọc nói mày về mày thay cái xe đi. Cả cái cơ quan này ai cũng đi xe là chỉ ngồi lên là vặn là đi thôi, còn mày là phải giảm số. Cái cũng nghe cũng buồn, cũng nói miết, sếp cũng nói miết. Bữa đó ngồi ăn cơm đấy má, con đi xe này mà ông sếp nào ông cũng chọc con hết, là nói về con đổi xe. Má nói thôi xe nào cũng đưa mày đi về tới nhà chứ nó có thả mày giữa đường đâu. Cũng buồn im lặng. Xong rồi khoảng chừng chắc phải 2 tháng sau á, cái gọi gọi điện má gọi nói mày đang ở đâu vậy, con ở cơ quan ấy, mày xin ra ngoài được nói gì má. Đi xuống đây coi má, coi giùm cho má cái này chút. Cái xuống mới thấy má ở tiệm xe, má làm gì đây? Nói thì coi xe thì mua cho mày, nói con đâu có tiền thì mày ưng cái nào thì tao mua cho mày cái. Rồi lúc đó là không, cái chân là bước không nổi luôn, cái chân nó khuỵu luôn á, mình cảm thấy là sung sướng đâu mấy người. Trời ơi, chị lấy một chiếc là có 36-37 triệu thôi. Cái má này chiếc này không vừa ý đâu, mày mua chiếc nào trên trên chút. Lại lấy chiếc này này có 42 triệu, má nói chiếc này cũng không được. Cái nó thôi bây giờ má ưng chiếc nào má lấy cho con. Cái lấy một chiếc, má chọn chiếc đó là 50 triệu luôn. Là bây giờ chiếc đó đang đi á. Trời ơi, rất là quá đẹp. Tuyệt vời. Nó... Nhưng mà tại sao lý do là không đặt vấn đề ở chồng mà lại đặt vấn đề ở mẹ chồng? Chồng á là ổng đi ăn, đi làm, người ta đi trưa không về. À, buổi tối thì mới về. Mà tối thường thường ổng xã, ổng đi làm, ổng về trễ lắm. Thôi, nói chồng chung á là em có hỏi chồng, chồng cũng đâu có tiền mua hoa. Lúc mà nói gì nó nói vậy nè. Má con đi xe gì mà ai cũng chê con đi xe suốt không à. Tay ga, người ta đi tay ga nấy. Kể người ta chứ bây giờ chi á, chi này cũng 20 mấy triệu của má chứ đâu phải ít đâu mà con chi người ta chê, ta chê ta có cho con được cái gì mà chê. Dạ. Xong rồi nằm đêm suy nghĩ đi. Đòi bữa nay sao nó đua đòi quá, cái gì nó cũng về nói. Cái nói là ba nó nói thơ, bây giờ kể nó cho nó chiếc xe đây. Chiếc xe mình lấy lại mình đi già cả mình đi cũng được. Chị này mừng quá điện cho anh chồng lên mà mừng nó trời ơi. Hai chồng ngồi rờ miết nói, trời ơi, má mua chiếc xe này ngon ghê đấy. Trời ơi, 50 triệu mà không ngon sao được vậy? Tao mơ cũng có được tao đi chiếc này nữa. Má ơi, người ta chê đi xe có 20 mấy triệu à. Bởi vậy? Bà già mới ức dằn mặt luôn. Được rồi, mua xe nào cao nhất đi. Tụi bay đi xe 50 đi, xe 20 mấy triệu để tao đi. À. Nhưng mà con không biết rằng đến thời điểm hiện tại thì có điều gì cô chưa hài lòng ở chị? Hay là có điều gì mong muốn chị thay đổi không cô? Mong muốn lúc này à? Dạ. Thì cô mong muốn con dâu là thay đổi. À có nghĩa là mình bây giờ mình chăm chút yêu thương cái bản thân hơn. Làm đẹp thì cô chấm được điểm 10 rồi. Nhưng mà về cái phần ăn uống ấy, yeah. Ăn uống cứ bỏ qua luôn. Tay cứ cầm điện thoại hoặc công việc ấy, bỏ luôn cả ăn uống. Ăn uống rất thường lắm, không ăn uống đâu, không đúng giờ giấc ấy. Đấy, mong muốn của cô chỉ có thay đổi vậy rồi. Còn về chăm chút sắc, cô phải chăm chút bản thân, yêu thương bản thân hơn. Nhưng mà chăm chút bây giờ về cái việc ăn và uống. Đấy. Lúc nào cô cũng nhắc ăn với uống. Đấy, chuẩn bị
ăn uống thì con cứ mải mê công việc ấy, chả ăn gì cả. Chả nghĩ đến ăn. Giờ tụi nó mê sang tiền đó. Đấy, không nghĩ đến ăn uống. Mẹ con chăm lắm, chăm chăm con, chỉ sợ con gầy mà con thì đang muốn gầy. Đây cũng muốn gầy quá rồi chứ. Dạ. Phụ nữ giờ chỉ muốn gầy thôi. Nhưng mà chồng con thì mập. Chồng con từ lúc chồng con lấy chồng là chồng con lên gần chục cân rồi. Nhưng mẹ con thì bảo chồng con giảm cân, nhưng con thì chồng mẹ con lại bảo hoàn con tăng cân. Ngược lại với con trai với con dâu, lúc nào cũng phản đối con trai, lúc nào bảo vệ con dâu. Cái thực tế con có trai gì là con tàn mách mẹ thôi. Nên là kiểu không phải là ấy, nó thực tế con trai đúng không, những cái mẹ phản đối luôn. Con dâu không, con dâu thì không. Hôm nay con có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Dạ con qua chương trình thì con cũng muốn muốn có một chút lời muốn mẹ là hiện tại ấy thì là bố con cũng mất rồi, và bây giờ cũng chỉ còn mình mẹ thôi. Mẹ con thì là không riêng gì chăm con đâu, và cả cháu cũng vậy, thì mẹ cũng bớt chút thời gian để dành riêng cho bản thân. Mẹ con chỉ chăm cháu với chăm con, suốt ngày chỉ chăm cháu và chăm con thôi. Thì một bố con cũng là một năm bố con ốm, bố con bị bệnh hiểm nghèo thì bố con ốm một năm, thì mẹ con cả một năm đấy lại là làm dịch, chúng con lại không về được ấy. Thế là mẹ một mình mẹ con chăm bố thì mẹ cũng rất là vất vả, vì khi phải chăm bố là mẹ con rất là vất vả. Và bây giờ bố con mất rồi thì còn mẹ mình mẹ thôi, thì chúng con cũng chỉ muốn là bù đắp lại cho mẹ, và con cũng muốn là mẹ hãy dành thời gian cho bản thân đi chơi, đi du lịch, mẹ thích đi đâu cũng được, và muốn mẹ yêu thương bản thân, không phải lo đến các cháu, về các cháu giờ cũng lớn đi học rồi, và bọn con cũng lớn rồi, bọn con cũng tự lo cho cuộc sống của chúng con rồi. Thực ra thì mẹ cũng xuống chăm con, nhưng mà con cũng có người chăm, cũng có mẹ nuôi con ở hẳn với con là đỡ đần nữa rồi. Xong mà chúng con cũng lớn trưởng thành hết rồi, cả em chồng cũng vậy, cũng lớn rồi, thì cháu các cháu cũng đi học hết rồi, thì bà hãy dành cho thời gian cho bản thân mình, yêu thương bản thân để đi chơi hơn đấy, đi các hội phụ nữ chẳng hạn để làm đẹp đấy, vì mẹ con suốt ngày chỉ chăm nấu ăn cho bọn con thôi, xong rồi chăm cháu thôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ con mà chăm cháu thôi ạ. Con nói đúng đó, chị phải chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là chăm sóc nhan sắc của mình. Mình cũng còn trẻ chứ không nổi lớn tuổi đâu nha. Mình phải bây giờ mình lo cho con cháu hết rồi, mình phải tận hưởng những cuộc sống của mình. Vẫn đi bảo mẹ mà mẹ cứ đi đâu mẹ thích đi đâu, gọi là con bút cho mẹ đi rồi. Nhưng mẹ đi với ai, phải tụi con đi với mẹ hoặc cho cháu đi chứ. Và con luôn sẵn sàng ạ. Với lại là mẹ cũng có những cái hội phụ nữ đấy ạ, mẹ con mẹ cứ đi thôi. Chúng con sẽ thay bố chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ như cái cách mà bố đã từng làm, gửi bố của chúng con. Con mong kiếp sau chúng con vẫn được làm con của bố, làm con của mẹ, có cơ hội được báo hiếu bố mẹ nhiều hơn. Chúng con biết bố sẽ luôn dõi theo mẹ, dõi theo chúng con suốt quãng đời còn lại. Mẹ và chúng con yêu bố rất nhiều. Quy Linh nghĩ rằng bố đang ở đâu đây đó, là nghe bức thư của con nói lên tình cảm của gia đình vẫn nhớ bố. Còn chị thì cảm xúc thế nào khi mà nghe con nó viết thư cho bố như vậy? Thư này thì kể cả mà con trước kia còn không viết thư, nhưng cái hiện tại cái những cái ước mơ, những cái đấy con đã nói trước với bố từ lúc bố, ước mơ dự định những cái đấy là nói trước bố từ lúc bố còn sống. Nên bây giờ kiểu con nói như chưa, ước mơ chưa thực hiện được ấy, nên thôi thì lúc này con lại phải gửi thư để gửi bố, để bố có nghĩa là bố còn cái hương hồn của bố đấy, nhưng bố vẫn ấy vẫn biết là con vẫn nghĩ về bố, chứ không phải là con bố mất đi mà con kiểu con không nghĩ đến bố nữa. Thật là rất cảm động vì cái bức thư con viết. Thôi, thật ra tụi con chăm sóc mẹ
là bố nơi trên suối cũng vui rồi. Dạ. Hả? Tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó cũng đã qua rồi. Chia buồn với gia đình. Dạ. Miễn sao người ở lại hạnh phúc và người ra đi cũng hạnh phúc. Dạ. Chúng ta cũng có thể làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất dành cho người ra đi. Bố con nơi trên suối cũng rất là vui khi thấy cả nhà mình hạnh phúc thế này. Ha chị nha. À, con cũng gửi lời cảm ơn tới chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu mà hôm nay đã cho hai mẹ con có cuộc nói chuyện, chia sẻ để mẹ con hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, để con được có thể trải lòng mình những điều mà con chưa được nghĩ trong lòng mà chưa nói ra được. À, thực sự con cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn gia đình. À, dạ. Hai mẹ con hãy ôm nhau mỗi ngày. Gia đình, mẹ trợ ở cây mặt gia đình thì dạ. Mẹ cũng cảm ơn, trước tiên là cảm ơn bà Thông Gia đã sinh ra cho con, cho em một đứa con thật là hiền, dịu, dễ thương. Và cũng cảm ơn con, cũng sinh ra cho mẹ được hai thiên thần bé nhỏ. Mẹ cảm ơn con rất nhiều và chúc vợ chồng con luôn luôn và mãi mãi hạnh phúc, gia đình mình mãi mãi thôi chấp nhận như vậy lúc này. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà mãi mãi hạnh phúc nha. Bây giờ sẽ có một số phần quà dành cho mẹ con. Dạ. Con xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cô và chị. Đây là bộ son Yurika. Còn đây là súp, cốt súp gà của Quốc Việt Phúc. Con xin cảm ơn cô và chị đã dành thời gian đến với chương trình. Dạ, vâng, cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai em xin chị. Cảm ơn chú Kinh Hình và cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và phát lại cùng ngày vào lúc 18h trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Netlove. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food cũng như là Son Yurika đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bây giờ, Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok. Rồi.